cài dấu vân tay lại nhưng mà nó bị nặng. Trong cái lấy có chút xíu nhẹ hơn mấy lần trước luôn á. Được kì chứ không có ai nè hả? Mới sửa mà rớt sửa. Kì mà vô hình được kì Nguyên. Cuối cùng là Nguyên anh hết, không thấy điện thoại hay là ê, không có 3G luôn nè. Ôi cài đi. Phải cài lại wifi. Chèo, thấy ăn mì không ngon. Em ăn mì không chưa Trang? Ăn mì không nhưng mà thấy ngon. Biết sao mà quán không hiểu lại lấy hàng không ngọc đầu tiên rồi đấy. Đâu, kéo ngọc qua chỗ xin chào cả nhà, xin chào Panda D, Hoàng Phúc, Thương Hoài Lê, Ngôn Lê, Thanh Trúc Nguyễn, Trần Giáng Ngọc, Lưu Lan Anh nè, Tiền Trần, Vân Anh. Xin chào mọi người. Nữa hả bụng? Hôm nay Nhi đang diễn vở Chuyện Tình Bangkok, lâu rồi mới diễn. Mì khô trước xong rồi đổ nước vô để mình trải nghiệm. Ăn vậy không ngon đâu, mày ăn mì không hết đi. Nó dụ á. Cái ăn mà mì không, mình không đổ vô thì nó chảy lại hai cái. Hả? Không phải nó hay chui dưới gầm giường á em, hai lỗ tai ở đây lùi thấy ghê lắm. Xin chào cả nhà, chào các bạn, chào Linh Nghi, chào Nana Ken, Hương Quỳnh, Diệu Nhi đang chuẩn bị diễn vở Chuyện Tình Bangkok ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Chào chị Trang, chị Trang ơi, người yêu của em nè, thấy thương chưa? Ủa sao cái tay nó màu hồng mà nhộm hả? À dạ, ơi tội nghiệp quá. Dượm. Hồi nhỏ đó chị Trang biết không? Hồi nhỏ anh thích chơi búp bê. Nhưng mà lớn lên em không có thích chơi búp bê, mà anh thích chơi chó. Trên... Thì giờ ai mà biết mày chơi chó? Mẹ con chó của em nè. Biết mà. Đang hôm bữa mới cạo lông á, đang mọc lông nên lên lông có chút xíu xíu à. Sao mày không quá cũng vậy hả? Treo. Ừ, đang quá mày mà. Quá trời đầu nó chắc hết. Ở Hàn Quốc có nhiều. Cái thương nó đang sợ lắm. City nó bán. Cái này làm sao? Cái này nó màu tím hay sao? Mà nó làm sao mà em nhuộm? Ôi mẹ ác con này nhuộm nhỏ đó. Mà cái này gội đầu là nó ra à. Đây nè chị Ngân nè. Em ơi. Tôi giới thiệu Bông ơi. Bé Bông đang rất là sợ. Bông à. Sao con lên cơn điên giống như con điên sóc hả? Không nó sợ lắm chị ơi. Sóc nó dạng hơn con này. Mới nhuộm lỗ tai nè. Thấy chưa màu tím. Nhuộm này nó lại giống gì? Chắc là bị điếc quá. Trời. Ừ. 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 Nó thể nói chứ. Được đó chị. Ác độc. Vậy mà nó cũng nói được. Nè em lấy lưỡi kem cắt nước. Chị Thư Trang đẹp quá cà, Ngọc Định nè. Đâu? Đây chị Thư Trang đẹp quá. À. Xin chào Vũ An Bình, Cam Ly, Văn Nguyễn, chị Trang dễ thương. Mọi người ơi, mọi người đang coi livestream của Diệu Nhi mà. Mọi người ơi. Đây nè, cho thấy mặt của bé Bông nha. Đây nè đó, thấy tội nghiệp không? Đang sợ. Mặt hốt hoảng nè. Hôm bữa mới cắt đầu đinh đó, tội nghiệp lắm. Bị tự kỷ. Coi nè. Coi bản nè. Để cho bé Bông bớt sợ, Nhi sẽ làm siết với bé Bông nha, gọi là siết chó đó mọi người. Giờ này ở nhà như vậy Bông nhiều lắm. Đâu? Bông ơi, 1 cộng 1 bằng mấy? Xuống 2 tiếng không? 1 cộng 1 bằng mấy? Bông ơi. Nhìn mặt kìa. Bông em. Mặt con Bông như bất cần vậy. 2 cộng 1 bằng mấy? Số 3 tiếng nha. Bằng 3, số 3 tiếng nè. 2 cộng 1 bằng mấy? Nhà mày tập vậy hả? Dạ. Tao biết tại sao con chó mày bị tự kỷ rồi. Sao vậy chị? Đó, mày tự làm không à. Nhớ là nhà bé Bông biết á nè, để xuống đất làm xiếc nè. Xuống đất làm xiếc nè. Có luôn hả? Dạ có luôn. Làm cái gì? Đây, Bông cho mấy chị phụ huynh đây xem nha. Mấy chị phụ huynh. Bông nè, đây nè. Bông ơi, quay đây là coi. Ê, ở đây Bông đừng chạy, đừng chạy. Ê khoan, đừng có mày chạy. Bông. Bông nè, Bông ngồi. Ê ngồi. Ngồi, Bông. Chó nghe lời nha. Bông ngồi coi. Đây rồi. Bông ơi, không phải, ngồi đi con.
sợ. Bông ơi, bông ơi, đây nè, đây nè. Bông ơi, ở nhà dậy sao nè, ở nhà dậy sao con? Nhiên mày ngủ chó ngoài đi. Chỉ có chủ đó là đâu chịu thôi à, thiệt con. Bông ơi, bông ơi, ngồi. Bông, ngồi. Bông. Ngồi nè. Ngồi mà sao thấy hai chị em mày ngồi hết. Nó đang có ngoại mọi người. Mày muốn chơi gì Trang nhỉ? Bông ơi, ngồi. Bông ơi, ngồi, ngồi, ngồi bông. Ngồi lại bông nè, bông, ngồi, ai dạ. Thương, 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 thương. Bông ơi, ngồi nè, ngồi, ngồi. Bông, ngồi. Dạ, anh ơi, anh ơi. Ây da, chưa quay được, chưa quay được. Bông à. Thôi chừng bị đạp bây giờ bông. Qua đây nè, qua đây nè. Qua đây nè con. Bông, ngồi, ngồi. Rồi, xong rồi, xong rồi. Xong vậy là siết đó xong rồi nha, thấy chưa quá. Con núp em nè chị. Yeah. Đây nè, qua, qua cô Ngân chơi đi. Không, qua cô Ngân chơi đi. Bông ơi, ra chị Ngân đi. Qua chị Ngân chơi kìa. Cái mặt gì nhớ không, lúc bông còn nhỏ chị Ngân ngắm bông nè. Bông đâu? Nhớ không? Bông đây nuôi. Nhát thôi chị. Nhát ha. Ờ. Tay đâu bông, tay đâu? Tay, 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 tay. Thất bại rồi, thất bại. Không, em mà muốn dạy nó, em phải dụ nó bằng thức ăn đấy. Nó đang sợ chứ nhà nó nghe em lắm. Thế à? Dạ. Đi ra đây, tao đi ra đây chơi chị Ngân nè, cho chị Ngân ôm ấp cho. Đây chị Ngân ôm nha. Đây cho chị Ngân ôm nha. Trời ơi, tim mà phình phịch luôn á. Ừ. Không sao, không sợ nha, không sợ nha. Thôi chị Ngân ẩm xíu nha, nha nha. Trời ơi, bông thơm quá à. Nhi em có xài dầu thơm cho nó em thích cái mà mượt lông với lại thơm lông không có bị hôi mùi chó. Bông thơm với trời thơm. Thất bại. Thất bại rồi mọi người ơi. Buồn quá. Nói buồn người làm mẹ. Ê cho nó hôn chị nè. Em đang hôn chị. Liếm cho bà hỏi là sạch mụn cái ngồi. Quỷ trèo này ghét nhỉ. Sướng nha, thấy cô lo còn đẹp quá nè. Thế nhưng mà nhuộm 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 cái này cho em có điện không? Dạ không, sao chị? Thôi bye bye mọi người, như vậy là bé Bông đã... Thôi, đợt sau vậy bé Bông thành công, Nhi sẽ lại livestream nha. Bây giờ Nhi chuẩn bị ra diễn đây, tạm biệt mọi người.